그래, 수상이야, 이때. sau này anh cứ quay hết năm data xong là clip hay hai cái nút lệch nhau nhá, một cái nút nút to một cái nút nhỏ đấy nhá. Ok, thêm một cái tag nữa, test trên mobile nhá. Em nốt lại một cái test trên mobile đi. Test giao diện web. Test giao diện web trên mobile. Đấy, vừa nhìn phát là ra một lỗ nhỏ rồi đấy. Mà cái này chỉ 4 chữ nó vừa khi thế giả cái mình mobile. Nên mình có 5 chữ này là bắt đầu trải nghiệm với HNT. HNT H to T to cho không chữ co lại nhỏ lại. Nhỏ vừa. Tiếng Anh nó dịch ra nó dễ. Go with và đi đấy. Forward with, go forward, moving with. Moving mang tính danh từ chung hơn đúng không? Moving forward. Moving forward with đúng không? HNT. Nghe mẹ Tây nó nghe đơn giản. Tiến tới, nó mang tính tiến tới, mang tính đi lên. Going thì nó đang nghe nó đơn giản rồi. Còn 20 là mình xuất được cái bung dần sang đấy. Cho ra dùng luôn. Dùng thử nghiệm trong vòng nửa tháng đến một tháng em lại bắt đầu lại chỉnh sửa. Nghĩ là sau tháng khác luôn. Sau tháng thứ hai.